Sáng sớm hôm 19 tháng 11, cảnh sát phát hiện hai thi thể gần nơi lần cuối người ta nhìn thấy chị em Hoa hậu Honduras ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nơi họ được mời tới tham dự một buổi tiệc tối. Vài giờ sau khi tìm thấy hai thi thể, cảnh sát xác nhận đó chính là Hoa hậu Honduras và chị gái cô. Cho tới nay, nghi phạm chính là bạn trai của người chị gái Sofia và một người đàn ông khác cũng bị bắt giữ. Chiếc xe bán tải của nghi phạm được tẩy màu và chuẩn bị được sơn lại khi cảnh sát tới thu giữ bằng chứng, gây ra đồn đoán rằng họ đang cố xóa dấu vết. Cảnh sát cũng thu được một số loại súng. Honduras là một trong những thủ đô có tỷ lệ án mạng cao nhất thế giới. Nhưng với đất nước này và với giới sắc đẹp, đây vẫn là một cú sốc lớn. Vì đây là quốc gia đầu tư rất nhiều vào các cuộc thi hoa hậu. Và họ thường rất tự hào nếu hoa hậu Honduras đạt được vị trí cao trong các cuộc thi sắc đẹp.